Đoạn này có hai tốc độ cứ ở đây nè, nhưng mà không biết còn sao. Cứ chạy thôi. À. Ở đây mấy ông xe lớn chạy sợ quá. Bữa tụi em đi buổi tối tụi em đâu có ai đâu. Không ai giật tụi em. Thôi cứ chạy theo anh đi. Ôi cái hàng mà xe tải nó chạy ghê thì chứ. Anh nãy né qua luôn gì nè. Đây, một cái lẩu nè mọi người. Bây giờ là mình sẽ ăn cái lẩu nha. Đây, lẩu kìa. 15 độ. Đây đang hiện tại là 15 độ này. Mọi người ơi, 15 độ mà nó quéo cái này mình đi nguyên đường. Chứ này được chưa? Đó. Bây giờ là đợi sau sau mình nhập tiền được rồi đấy nha. Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Tăng. Đây là chương trình là đi tour hành xác. Đâu và ăn gì? Bây giờ từ sớm giờ là từ ngày hôm trước tới hôm nay là mới khâu chuẩn bị đồ xong này. Lấy khẩu trang ra chưa bạn? Chưa. Rồi bây giờ hiện tại là gần 2 giờ rồi, thì ra ngoài xuất phát và bầu trời thì đang âm u. Không biết là đổ mưa khi nào. Ok, let's go. Lấy ra thôi các bạn trẻ ơi. Ơ làm phi vụ đâu mà combo đen ghê vậy? Đi cướp. Đeo vậy? Để đó chìa khóa. Chào cái này nè. Hello. Xin chào mọi người, giờ mình sẽ đi chơi nha. Rồi ok, let's go. Rồi đi không? Làm một ly cà phê thôi. Em muốn cà phê sữa em. Không ok. Cà phê gì đây? Ủa hai đứa dừng làm gì đây? Ok đây cái đoạn đường. À đúng rồi. Đây là một ly cà phê thôi. Em uống không? Uống nước không? Anh uống gì ạ? Anh uống cà phê đen. Chị uống gì? Chị á, thích không gì? Cháu có món gì thích đâu, có món gì ạ? Chị không muốn cà phê hả? Bà xỉu. Bà xỉu đi em, không có cà phê. Thôi không muốn rồi. Anh cà phê đen, ít đen được. Đen không đường hả? Ờ, không đường luôn cũng được. À, tên cà phê bỏ bối rồi nè. Anh có đủ đồ nghệ nha người. Bây giờ là mình đang được yên đoạn đường rồi mọi người, bây giờ là giải khát tí đi, mua cái nước uống. Rồi tiếp tục thôi. Em uống nước lọc ha. Hả? Uống nhiều. Đây, bà cướp biển Caribe. Quá tụi em sợ.
gì chị bạn ấy đâu, ông nào mà thiết kế ác vậy, chơi kỳ nha, xịt nước xịt cho anh tao à, xịt nước xịt cho người không à. Tái một cái đi rồi xong rồi mình sẽ thẳng tiến Đà Lạt thôi.
Okay. Là phải đi vô không? Phê luôn hả? Nếu chạy có đoạn mà phê hả? Tại sáng giờ đi làm nữa anh. Thế luôn cũng đi đi từ sớm nha mà. Mà tại khi xách xe em đi vòng vòng mấy giờ. Thôi đi vô. Tử xong rồi mọi người ơi, bây giờ mình sẽ tiếp tục lên đường thôi. Ok, Đà Lạt thẳng tiến. Không phải. Đúng rồi. Đà Lạt thẳng tiến thôi nào, lên là Đà Lạt thôi mọi người ơi. Bắt đầu tới đây là có không khí lạnh lạnh rồi nè. Giờ này lên mà kịp giờ mà làm một cái lẩu bò bá to hoặc là cái gà lá é thì là hết bài à. Đây tới đèo chuối rồi mọi người ơi. Đèo chuối. Mình đi khai báo y tế nè. Đấy, đi ngang đây rồi lên đây nhanh thiệt, quá đây 2 năm rồi, đợt mình đi là hình như năm trước hay vậy, năm dịch đây, đi lên đây là phải khai báo y tế. Đây bây giờ mình đã tới đèo Bảo Lộc rồi mọi người ơi. Tròn hơn trăng phải không bạn? Tưởng như ai người ai mà vẽ lệch mà tròn hơn trăng. Đúng rồi, thì đó, người ai mà vẽ mà tròn hơn trăng đó. Wow, trăng bự quá. Hôm nay mà nhìn nó trăng nó bự lắm mọi người. Rồi đang quay cũng đẹp, nó qua phút trăng rồi. Wow, trăng tròn lắm mọi người, hôm nay mình đi ngay dịp trăng tròn luôn. Kia ai vẽ mà tròn, người ai mà vẽ mà tròn tròn hơn trăng. Quá chuẩn luôn.
canh đường chứ không thôi là nó chạy ghê quá. Cái bạn trẻ này chạy này ghê này đó, quá ghê gớm. Mình thấy mình cũng sợ luôn á mọi người ạ. Thật sự là mấy khúc cua này là mình chạy rất là tỉnh luôn á. Quá khủng khiếp, bọn này chạy ghê quá. Tới mai tao nhảy xuống đèo tao né mày chứ. Ôi cái hàng mà xe tải nó chạy ghê thì chứ. Anh nãy né qua anh luôn gì nè. Khiếp. Cái máy áo tay này rồi. Sao sọc cái đực nữa. Nhưng mà nó lạnh mà. Ừ, bé tí sao vậy. Cái máy áo này vô xong máy này. Hả? Coi được đường nào luôn. Tiếp thiệt chứ. Giờ vừa qua đèo đổ lòng xong rồi mình mới ấy mang cái đồ thêm vô. Cái xe tải này chạy ghê quá. Xe cho nó xuống nguyên cả đống nó sợ thế mà. Không, xe tải vượt mà vượt cua vậy là nó ngu quá chị. Nguy hiểm chứ, cái đoạn đó gì mình như mình đang chạy ngược chiều nữa. Đúng rồi, nó mua ăn mà. Ví dụ trường hợp mình như vậy rồi chiếc xe tải phía sau rồi sao? Rồi. Không được rồi, coi lại chút xíu. Bé để đâu, bé chịu luôn đó. Em mang cho đi em, lạnh đó. Khủng khiếp thiệt chứ, hôm nãy anh cũng hết hồn luôn á trời. Ô, hôm nay trăng tròn quá trời rồi nè. Hồi nãy trăng đó mới bự chà bá. Ừ, hồi nãy trăng chà bá luôn. Hai bạn trẻ giờ lạnh rồi nè, hồi sớm mặc áo thun bây giờ lạnh quéo rồi. Qua đèo bỏ lòng xong lạnh quá lạnh. Giờ mình nghỉ chân chút xíu mọi người rồi xong mặc hai đứa em mình mặc áo khác vô xong rồi mình sẽ tiếp tục lên nữa nha. Bây giờ lên trên kia cũng tối đó.